Chen tim ổng cho đơ, chưa có tim ông ơi. Chen tim cái gì? Giờ chơi net cho tới khi nào mà có tim tuyển? Ok, mùa sau tôi nghỉ lượt đi, lượt về tôi đánh á. Bây giờ chưa có tim. À, lúc bạn dạy anh, anh chưa đăng ký nè em ơi. Lúc mà mình lên 100.000 subscribe trong vòng 10 ngày gì á, mới có đăng ký. Đăng ký chắc phải vài tháng. Vài tháng mới có lúc bạn. Phòng studio của Gam tại Condor đẹp. Hồi xưa đơ lúc đơ 2021 á, đơ cũng tính vô Gam rồi. Đơ cũng có lên tham quan Game House thấy đẹp. Còn giờ thì không biết. Giờ 2 năm, 3 năm người ta thay đổi rồi, sao biết được. Game House của ai này? Này tiệm net của anh trai anh em ơi. Vì hồi xưa lên Game House rồi mà, hồi xưa nó 2021. Lúc 2021 á, lúc mà Outlast á, có nói chuyện với Gam thì cũng có lên tham quan Game House này nọ, thấy cũng đẹp. Còn bây giờ có khi 3 năm sau người ta chuyển Game House rồi ai mà biết được. Có khi người ta chuyển Game House rồi sao biết được anh em. Game này chơi gì ta? Gì nít đi nhỉ? Hôm bữa tính 2-3 hôm nữa mới stream tại vì chưa có tìm được chỗ thích hợp á. Mà tự nhiên giới đâu ra cái anh trai này anh có cái phòng stream có 1 tiếng 30 ngàn lậm luôn chứ. Giới đâu ra được cái phòng này phải stream lẹ anh em ơi. Stream vội chứ. Đừng đá stream nha. Ơi quên che map nữa. Hay da quên che map rồi. Thôi có gì sau riêng gần nha. Nó đá map chịu quá tôi đều quên che map rồi. Không biết lưu cái hình nó đâu rồi đó. Anh em thấy sức ảnh hưởng của tôi chưa? Sức ảnh hưởng bước chân thần tốc của tôi chưa? Giờ xài da nó cầm luôn kìa. Coi stream leader quá 180 phút. Hôm qua nhà đe có vấn đề à? Sao thấy qua văn phòng Gam tắm nhờ thế? Cảm ơn Gam con nha. Chỗ anh em thôi, chỗ anh em. Vậy là chấm hết rồi đúng không? Má gì vậy? Trên net này không quen anh em ơi. Ok. Máy net này lạ quá không quen. Máy hơi không hợp. Sao? Máy không giật nhưng mà không hợp thôi. Giờ chưa quen nên chắc phải qua đây nhiều quá. Anh này đam mê diễn xuất quá ha mặt cười. Cái gì? Ngày đầu tiên chơi ở đây mà. Họ tập trung đánh nha anh em, liên thiên hơi nhiều rồi đó. Để tôi cho nó ăn hỏa tiễn. Anh em đâu, rồi tinh lát combo, tinh lát combo. Nó tinh lát combo anh em ơi, quy lát nè. Quy lát chứ gì, tính quy lát chứ gì. Mình không có sub nhưng mà mình phải đánh như có sub vậy cho nó sợ. Rồi giờ rồi lấy gì giết, lấy gì giết, lấy gì giết. Lấy gì giết đâu, lấy gì giết đâu. Này nè, giết này nè, ơ à! Sống đứt bỏ. Ôi đánh gì xứng đáng luôn á. Ừ, cũng không xứng đáng lắm. Ừ. À, để nó có lát anh em mà bắn gờ nó lát anh em ơi. À, nó có lát anh em mà bắn gờ nó lát. Hay da, hai anh trai này. Sao mà cái vai giết người thành chết lại hai mạng hay vậy trời. Oh my god. Này phải găng việc tôi chơi không vậy trời, tôi nhớ găng việc tôi chơi là 10 phút là tôi phải giết phải 5-6 mạng rồi. Nay mấy ông này đánh cẩn thận quá. Là đám áp hả? Anh đám áp chịu rồi. Quên chỉnh cái kia. Trời ơi, nói hello anh em YouTube nữa. Trời ơi. Tiến Khánh đã win xem 10.000 đồng. Thế mà hôm nọ hỏi The Gaming How Gam ping bao nhiêu thì The lại bảo ping 2, xạo quá. Trời trời trời, ác độc, ác độc, ác độc. Kiếm miếng tiền, đau bụng quá. Trên net đau bụng thì phải làm sao? Chủ quán cho lon xe monitor đi. Chuẩn bị hình gân như tôi luôn nè. Có con B nha. Ui, tìm mình đánh giải hả ghê vậy? Ui vãi, ai đánh nó hay vậy?
Tiến Khánh đã rescan 10.000 đồng thuộc bài cảm ơn nhà tài trợ M khi có phỏng vấn chưa đơ. Cảm ơn Tiến Khánh nha. Trời ơi, mấy cái mà hả, cảm ơn nhà tài trợ với mấy cái đó là tôi đơ cũng một bụng. Chứ cảm ơn cũng hay được tăng lương lắm nên nhớ. Mà giờ có ai để cảm ơn đâu. Chả có ai. Kiểu có nhãn hàng nào muốn book đơ quảng cáo thì có thể liên hệ qua Gmail Lader703 @gmail.com ạ. Này chuẩn bị last combo nè. Thôi mà, ây da, đông dữ vậy mấy anh trai. Sorry. Má nó chửi, trời. Gì à? À nó chửi bên kia hả? À nó chửi bên kia, tưởng nó chửi tôi chứ. Chửi tôi bị bỏ luôn á. Giờ tôi là FA mà. Tôi chỉ là người chơi game bình thường thôi, chửi tôi chứ. Mấy nồi, không lại tiến thủ đâu nha, chửi lại á. Thì giỡn thôi, không chửi đâu ạ. Quý Lee Sin két hay chưa? Nghe mày team nó cũng có vẻ trâu ha, là móc việc ha. Kiểu team nó cũng hơi nhiều máu với trâu á, với team mình cũng không có phép cho nên lên móc việc lấy đam phép. Hợp lý chưa? Xong bóng 4 là mà vũ. Họ cho phải lực cung xanh, không mà bị chửi á. Cho phải lực cung xanh quá. Tôi nó mà chú càng cái. Cảm ơn Duy Anh Đỗ nha, cảm ơn các bạn đã donate nha. End game luôn. Nice. Anh em nhấn like subscribe kênh cho đó nha. Cảm ơn em nhiều.